Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng khi xảy ra tai nạn thì dù đúng dù sai, trách nhiệm là phải đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời, đảm bảo sức khỏe tính mạng của nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp gây tai nạn giao thông bỏ mặc nạn nhân đây đó vẫn thường xuyên diễn ra. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức mà xã hội hết sức lên án và pháp luật sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp này. Khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 12, tại cột điện số 13 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, anh Hồ Kim Minh, sinh năm 1989, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, đạp xe đạp đi trên đường Đinh Tiên Hoàng, hướng từ đường Đinh Công Tráng đến cửa Thượng Tứ, thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh từ phía sau đến va chạm và gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên này không dừng lại để hỗ trợ anh Minh đi cấp cứu, mà tiếp tục tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả anh Minh bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Qua truy xét, ngày 8 tháng 12, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã làm rõ thanh niên gây tai nạn là Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1999, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận gây ra vụ tai nạn nói trên. Tại trên đường Nhật Lệ chạy lên đường Đinh Hoàng, khi lên Đinh Hoàng bị va chạm với một xe đạp, còn chưa có bao bỏ chạy, anh bị phòng của anh. Một trường hợp khác, khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 10, bà Huỳnh Thị Hành, sinh năm 1961, trú tại Hương Thủy, điều khiển xe mô tô đi trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Khi đến địa chỉ 187 đường Phạm Văn Đồng, thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều vượt lên, va chạm và gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên này bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả, bà Hành bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Ngày 24 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự làm rõ nam thanh niên gây tai nạn là Lê Hữu Chí, sinh năm 1999, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi xảy ra tai nạn giao thông thì theo luật quy định thì người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng là báo cho cơ quan công an, bảo vệ hiện trường, bảo vệ giám định phương tiện. Và những cái vụ tai nạn giao thông mà nghiêm trọng, đặc biệt là những người dân thì giúp đỡ cho nạn nhân đưa đi cấp cứu kịp thời để tránh trường hợp thương vong xảy ra. Thứ hai là phải bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn và cung cấp cho cơ quan công an thông tin xác thực về vụ tai nạn giao thông đó. Trường hợp bỏ chạy thì chúng tôi cũng nhanh chóng để truy xét và truy vết nhanh chóng và kịp thời là để xử lý đúng người đúng lỗi và đúng pháp luật. Theo số liệu thống kê, từ ngày 15 tháng 12 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra 413 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 29 người chết, 391 người bị thương. Trong đó, đội cảnh sát giao thông trật tự đã truy xét làm rõ 38 trên 38 vụ gây tai nạn giao thông bỏ trốn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nghị định số 100 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn, có mức phạt từ 16 đến 18 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe mô tô, có mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, tùy thuộc vào hành vi, tính chất, mức độ của vụ tai nạn, người gây tai nạn có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức phạt tù lên đến 10 năm, được quy định tại Điều 260 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.